Trong chương trình Gara Bí Mật tuần trước, chúng ta đã được tìm hiểu ý tưởng sáng tạo dây phơi tự động của nhóm tác giả đến từ câu lạc bộ công nghệ Đại học Công nghiệp Thái Nguyên. Tôi nghĩ chắc là nước nếu như mà phụt vào đây thì quần áo sẽ tự đưa vào. Sản phẩm này được đánh giá là một trong những ý tưởng khả thi và có tính ứng dụng cao trong đời sống hàng ngày. Khi mà thời gian tất cả những ngày thì việc tự động một cái công việc như thế thì rất là tốt. Với sự rắc rối của mình, Hồng Long và Phương Lê đã tìm cách khắc phục một số địa điểm của dàn phơi tự động này. Qua đó, sản phẩm hứa hẹn sẽ được bán ra thị trường trong tương lai không xa. 3 phút của chương trình Gara Bí Mật tuần này sẽ mang đến sản phẩm gì cho các bạn đây? Hãy cùng đón xem nào! Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng dồi dào trên trái đất. Chỉ cần tận dụng được 1% năng lượng của mặt trời là chúng ta có thể cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu sử dụng của con người trên toàn thế giới. Đây không chỉ là nguồn năng lượng dồi dào mà nó hoàn toàn không gây hại đến môi trường. Ngày nay, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người ta đã biết sử dụng pin năng lượng mặt trời để dùng trong sinh hoạt và sản xuất. Đúng như tên gọi, những tấm pin này thường được đặt trên cao để chúng có thể hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời nhất. Nhưng trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ được khám phá một tấm pin năng lượng mặt trời có thể hấp thụ được năng lượng mặt trời một cách triệt để mà không cần phải đặt quá cao so với mặt đất. Tấm pin năng lượng mặt trời với rất nhiều bộ phận kỳ lạ này là sản phẩm sáng tạo của nhóm bạn sinh viên đến từ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Với sản phẩm này, nhóm tác giả hy vọng sẽ thu được triệt để năng lượng của ánh sáng mặt trời. Khi mà ánh sáng mà đập vào tấm pin thì do hiện tượng quang điện thì nó sẽ phát xạ ra các cái electron và nó sẽ tạo ra các cái điện tích tích điện trên các cái bản cực của cái tấm pin. Các mùa thì cái năng lượng ánh sáng nó không giống nhau. Mùa hè thì mình thu được nhiều ánh sáng nhưng mùa đông thì mình lại không thu được. Nó sẽ nhận được tối đa cái ánh sáng của năng lượng mặt trời. Khi đó thì sẽ Nó ra sẽ là nhiều hơn ạ. Làm sao cho cái năng lượng mà thu được từ tấm pin là lớn nhất? Pin năng lượng mặt trời là sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trong đời sống tại nhiều nơi. Đây luôn được đánh giá là sản phẩm ưu việt về mọi mặt. Vậy điều gì sẽ làm nên sự khác biệt của sản phẩm trong chương trình Gara Bí Mật hôm nay với các sản phẩm pin mặt trời trên thế giới? Chúng ta hãy cùng đến với những phán đoán của Hồng Long và Quốc Lê về vấn đề này. Thế làm sao thu được nhiều năng lượng thôi? Thế nào Long? Tôi đang nghĩ xem. Tôi sợ là cái này nó không thu được nhiều năng lượng hơn như cái ở dưới đâu Lê. Nhưng mà tôi thấy các bạn ấy cam kết là cái này thu được nhiều hơn ngay cả khi nó ở thấp hơn mà. Thì nó vẫn thế, thì nó vẫn có cái bộ pin này, bộ tích điện và ắc quy. Thế về cơ bản nó như thế thì là lý do gì mà to mà nhiều năng lượng hơn cái ở dưới. Có khi nào phủ một cái gì đấy lên cái pin này không? Tôi nghĩ là chắc các bạn này chưa đủ trình độ với cả không đủ kinh phí đâu. Kinh phí để làm cái vật liệu mới đúng không? Cái khung này thì không có gì là còn vỡ, ai làm được. Không thì bây giờ mình đo thử đi biết ngay. Đo thử, bây giờ lại chạy xuống đo cái ở dưới. Xong rồi lại chạy lên đây đo cái này. Số mình đấu điện số đấy rồi mình đo ở bên dưới. Mình sẽ so sánh xem là cái nào thu nhiều hơn thì biết ngay. Rồi, đi xuống nhá. Thông số. Cái này là cái vàng này là của họ đúng không? Rồi. Cái xanh xanh kia là của mình. Thế là... Đấy, cái vàng nó vẫn có cái tốc độ ổn định này. Thế nhưng mà cái xanh của mình lại đang có cái xu hướng là đi xuống này. Đang giảm. Đấy. Thế thế là rõ ràng là của họ thu được nhiều năng lượng hơn. Theo anh thì tại sao họ có thể thu được nhiều năng lượng hơn? Theo tôi có thể là họ dùng bộ kích điện chăng? Không, nhưng nếu tính tổng năng lượng thì cái bộ kích điện nó ảnh hưởng gì đến cái tổng năng lượng thu được đâu? Khó nhỉ? Có thể nào mà họ dùng cái hệ thống quang học gương chiếu các thứ để tập
gọi là hội tụ được nhiều ánh sáng hơn không? Nếu mà thay vì cái việc mà người ta làm hội tụ, người ta làm xứ gương cầu này làm thành một cái hình parabol này thì có phải là nó tụ được nhiều hơn không? Đúng không? Cái hệ thống mà dùng cái gương phản xạ ấy để thu năng lượng, thì lúc đấy mình lại phải tính toán là đặt cái tấm gương nó như thế nào và hướng chiếu của nó ra sao, thì lúc đấy cái hệ thống nó cồng kềnh. Hay là tôi nghĩ là ví dụ là để mà bình thường thì nếu mà thu được nhiều ánh sáng nhất ấy, thì là cứ tấm pin là hướng vuông góc vào mặt trời là thu nhiều ánh sáng nhất. Thế là họ lại chỉnh tay à? Tức là cứ lúc nào họ cũng lại có người đứng trên đấy họ chỉnh theo cái hướng vuông góc mặt trời à? Hay là mình, ví dụ như là họ sẽ ngồi ở phòng điều khiển như mình và sau đấy họ sẽ chỉnh hướng. Con người không phải lúc nào cũng quan sát và điều khiển được cái hệ thống suốt một cái ngày như thế là dân này. Và thay vì mình dùng tự động, có một cái máy móc nó phát hiện ánh sáng cho mình để mình điều khiển nó còn hơn là mình phải mất công mình làm như thế. Như vậy là tôi và Hồng Long đã đưa ra rất là nhiều dự đoán. Tuy nhiên theo những cái cách tư tưởng của tôi thì có vẻ như tất cả những giải pháp đấy đều chưa chính xác. Tất cả chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần sau của Gà Đào Bí Mật để xem nhóm tác giả đã làm như thế nào. Lạ thật đấy, có cái gì mà nó lại có thể thu được nhiều hơn nhỉ? Tôi thấy ở đây nó có động cơ này, động cơ đấy làm gì? Nhông này... Nhông của xe máy đấy. Chế vào đây không biết là để làm gì? Chắc là để điều khiển hay là gì đấy? Thì cái nhông xích đấy là để cho chuyển động, chắc là làm cho cái cơ cấu chuyển động ở đấy của cái đấy, hệ thống này. Cái này nó có một cái bộ phận chuyển động. À đây này. Tôi thấy như cái hướng này nó thay đổi này. Trách dốc hơn lúc đấy một chút. Đúng rồi. Em lên lớp quên phần sách của con nên em xin một viên. Nắng hướng này mà cái tấm pin nó lại hướng về hướng này. Như thế thì rất có thể là, tôi nghĩ là như thế thì có thể là tấm pin này có thể tự chuyển động xoay hướng mặt trời. Nghe có vẻ có lý. Thế cho nên là khi cái tấm ở dưới nó không chuyển động được thì năng lượng nó thu ít hơn. Đúng rồi, càng ngày nó sẽ càng ít hơn. Còn cái này là nó hướng theo được cái hướng mặt trời cho nên là cái năng lượng nó thu được lúc nào cũng ổn định. Đúng. Nhóm em ấy thiết kế một cái hệ thống mà nó quay cái tấm pin ấy theo cái hướng mặt trời thì lúc đấy cái hiệu suất của tấm pin nó sẽ tăng lên. Bình thường anh để cái tấm pin nó cố định ấy, thì khi mặt trời nó quay ấy, thì cái lượng ánh sáng nó thu được nó không tận dụng được hết cái hiệu suất của tấm pin. Ở trường mình thì từ 3 năm trước thì có lắp một cái tấm pin mặt trời, nhưng mà nó được giữ cố định ở một hướng, là hướng về hướng mặt trời lên và hơi chênh khoảng 45 độ. Như thế thì khi về buổi chiều thì cái tấm pin này nó không hướng được ánh sáng mặt trời, tức là nó chỉ hoạt động trong buổi sáng, hoạt động phần lớn công suất nó phát được, nó thu được năng lượng từ buổi sáng. Vậy nên là chúng mình mới nghĩ ra cái ý tưởng ấy là làm sao để cái tấm pin đấy nó sẽ xoay hướng vuông góc với mặt trời trong suốt một ngày. Đây với ngày sáng của mình nhưng vào đấy thì ở đây đúng không, ánh sáng nó bằng nhau là nó cái tấm pin nó nằm ngay anh chiếu hướng điện kịp vào cái cảm biến đấy đấy quay rồi nó vẫn nhận rồi bật nó nhá xem nào. Anh bật tại cái vị trí này là hai con cảm biến này ánh sáng là như nhau. Cái vấn đề của mình đây là điều khiển theo cái hướng mặt trời, thì cái hướng mặt trời đấy là cái nó sẽ cái dùng cái cảm biến mà nó nhận biết được cái ánh sáng ở đâu để nó quay cái tấm pin theo hướng đấy. Mình sử dụng cái phương pháp đây là dùng quang trở mà mình đặt ở hai bên của một cái tấm phẳng như này, và tấm phẳng này chính là cái hướng chiếu của ánh sáng. Đặt quang trở hai bên thì khi mà cái mặt trời nó chiếu nó xoay góc đi thì nó sẽ gây ra cái đổ bóng giữa ở hai bên của cái tấm phẳng này. Cách điều khiển của tấm pin khá đơn giản, với hai cảm biến quang trở được gắn ngay trên mặt tấm pin, ngăn cách nhau bởi một vách ngăn kín. Khi mặt trời chiếu vuông góc với tấm pin, hệ thống thăng bằng và không hoạt động. Khi hướng mặt trời thay đổi, hiện tượng đổ bóng của vách ngăn khiến hai quang trở nhận được lượng ánh sáng khác nhau. Khi đó, bộ điều khiển sẽ nhận biết và tự điều chỉnh vị trí của tấm pin để trở lại trạng thái thăng bằng. Nắng sẽ chiếu vuông góc và tấm pin sẽ thu được nhiều năng lượng hơn.
Lý tưởng về tấm pin năng lượng mặt trời có hệ định hướng của nhóm tác giả Phạm Văn Quân, Hoàng Văn Trọng, Phạm Trung Sơn dường như đã có điểm ưu việt hơn so với tấm pin cố định thông thường. Nhưng các bạn chớ vội coi đây là sản phẩm hoàn hảo. Hãy tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu những điều thú vị khác về tấm pin đặc biệt này. Phải đưa ra rất nhiều phán đoán khác nhau và cuối cùng, Cúc Lê và Hồng Long cũng phát hiện ra lý do vì sao tấm pin lại có thể thu được nhiều năng lượng như vậy. Tuy nhiên, những anh chàng rắc rối chắc chắn chưa hài lòng. Họ sẽ làm gì tiếp theo đây? Hãy cùng theo dõi Caro bí mật và chờ đợi những điều thú vị ở phần sau.